mặt trời nào ra sân em tập em chơi tinh 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 ngày đi học nào đi ơi đi học đi con trời ơi mới sáng thứ hai đi học đã khóc rồi có bạn nhỏ nào đầu tuần đi học mà khóc giống tin không vậy Nói gì nói chứ mấy cô thấy dạo này Tin có trộm vía cao hơn chỗ mã thanh niên chưa ạ? À? Chưa được 2 tuổi rưỡi mà trộm vía Tin cao gần bằng em bé 3 tuổi rồi đó. Ba em chăm cho em vận động tập thể dục lắm, rồi còn bơi lặn hợp các kiểu để hỗ trợ chiều cao em nữa. À, buổi trưa đến trường trước khi đi ngủ á, mẹ còn nhờ cô cho em uống một hộp sữa pha sẵn Metake, bổ sung sữa non 24 giờ nhập khẩu từ Mỹ. Cái sữa non này ấy, nó sẽ giúp cho con tăng cường đề kháng và 41 dưỡng chất như protein, canxi, vitamin D3 giúp con tăng cân và cao lớn vượt trội. Mua cho con cái gì cũng không có tiếc hết trơn á, chỉ mong em cao lớn khỏe mạnh là được. Bói nó đòi làm bông hậu thì anh hai cũng đâu có thể nào thấp hơn được đúng không? Hiện tại Metake đang có chương trình quét mã trúng vàng, bé tăng cân cao khỏe, các mồm nhớ tìm thẻ cao trong mỗi thùng sữa nước nha. Quét mã để có cơ hội trúng ngay một xe ít 6 xe Vision, 9 xe quay Alpha và hơn 500 giải 0,5 chỉ vàng. Hàng trăm nghìn thẻ cào điện tử từ 10 tới 20k luôn nhé. Thời gian diễn ra chương trình đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024 nha.